Việt, đơn vị thiết kế thi công chọn gói uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị, các công trình biệt thự mái Thái đang gây bão thời gian ngắn gần đây bởi vẻ đẹp thanh lịch và ưu điểm vượt trội của nó. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị top 3 mẫu nhà mái Thái 2 tầng thanh lịch đẹp mắt được rất nhiều chủ đầu tư yêu thích lựa chọn. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần cùng chúng tôi đón nhận thêm nhiều không gian sống đẹp hơn nữa nhé. Ngoại thất công trình được các kiến trúc sư Apollo Việt lựa chọn toàn bộ làm tôn màu trắng chủ đạo, khá nhẹ nhàng và tinh tế, khéo léo, kết hợp với các chi tiết trang trí như hệ cửa, lan can, sắt nhằm tôn lên các đặc trưng của trường phái kiến trúc tân cổ điển, mang đến nét cuốn hút cho kiến trúc của mẫu biệt thự mái Thái này. Việc kết hợp các mảng khối khỏe khoắn, vuông vức cùng với những đường nét trang trí chi tiết kết hợp với vườn cây rộng rãi khiến cho ngôi nhà đẹp kiểu Pháp thu hút cảm tình từ các ánh nhìn của người đối diện, toát lên vẻ đẹp tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Hệ mái Thái có độ dốc lớn giúp thoát mưa nhanh chóng, chống nóng tốt, giúp cho không khí trong nhà luôn được điều hòa. Đặc biệt, các kiến trúc sư sử dụng hệ mái màu đỏ rất nổi bật, tạo nên sức hút đặc biệt cho ngôi nhà đẹp. Hệ cửa kính khung gỗ được cách tân toàn bộ sơn màu trắng đồng màu với sơn màu của tổng thể công trình. Ngoài việc tọa trên diện tích đất rộng lớn thì mẫu nhà này còn mang vẻ đẹp hài hòa nhờ có sân vườn xanh mát bao quanh nhà, được thiết kế bố trí hết sức khoa học đã góp phần tạo nên một không gian thư giãn lý tưởng cho các gia chủ. Đối với mặt bằng thiết kế nội thất bên trong, mẫu nhà đã đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho gia đình nhờ vào bố cục không gian gọn gàng và khoa học. Tầng 1 bao gồm phòng khách, phòng tập, bếp ăn cùng với khu thông tầng. Tầng 2 có phòng thờ kết hợp với sinh hoạt chung, phòng ngủ master, hai phòng ngủ đơn và nhà vệ sinh chung. Tiếp theo là mẫu biệt thự đẹp 2 tầng trắng tinh khôi của gia đình Anh Quốc, sở hữu mặt tiền gần 10m. Công trình phô diễn được trọn vẹn những nét đẹp tinh tế và nhẹ nhàng. Tôn màu trắng thuần khiết là màu chủ đạo, điểm xuyết thêm màu sáng nhẹ nhàng ở mảng tường. Ngôi nhà đem lại cảm giác ấm áp và gần gũi. Không chỉ vậy, nét đặc biệt tạo nên điểm nhấn nổi bật nằm ở hệ thống mái Thái giật cấp nhưng được thiết kế phi đối xứng khá độc đáo nhằm tránh đi những lối mòn của thiết kế mái Thái thường thấy. Toàn bộ phần mái được lợp ngói sóng màu xanh navy lạ mắt, độ dốc vừa phải, được thiết kế đưa ra hợp lý ở các mặt tiền chính và phụ, tạo nên hiệu ứng thị giác giúp cho ngôi nhà trở nên sinh động hơn. Hệ thống cột vuông cột tròn có sự sắp đặt khoa học ở các sảnh giúp chống đỡ cho tổng thể hình khối công trình và tạo nên nét đẹp bề thế cho biệt thự 2 tầng. Ngôi nhà được trang trí bằng những đường gờ, đường phào, đường kẻ mạnh mẽ chạy ngang qua các mảng tường, ô cửa kết hợp với hình tròn mềm mại của ô cửa sổ mái khiến cho tổng thể kiến trúc mẫu biệt thự 2 tầng 130m² mang dáng dấp hiện đại, sang trọng hơn bao giờ hết. Không gian mở của ngôi nhà này được tạo nên bởi hệ thống cửa khung gỗ kính cường lực trong suốt, giúp mang tầm mắt của các thành viên trong gia đình đến với khung cảnh xanh mướt của cây cỏ tự nhiên, khiến cho tâm hồn trở nên thanh thản, dễ chịu hơn. Mặt khác, lan can ban công sử dụng sắt mỹ thuật màu đen huyền bí làm nổi bật toàn bộ phối cảnh mặt tiền của ngôi nhà. Đặc biệt ấn tượng với những cây cảnh được bố trí ở ban công đem đến một cảm giác tự nhiên và trong lành, đồng thời mang đến nguồn cảm hứng tích cực trong cuộc sống. Công năng của ngôi biệt thự mái Thái 2 tầng cũng được bố trí khoa học đáp ứng yêu cầu sử dụng của gia đình chủ đầu tư. Tầng 1 bao gồm phòng khách kết hợp với phòng thờ, phòng ăn, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Tầng 2 có hai phòng ngủ và nhà vệ sinh. Mẫu nhà mái Thái 2 tầng hot nhất năm 2022 này là ngôi biệt thự đẹp của gia đình anh Vĩnh tại Sơn La. Ngôi biệt thự nhà vườn 2 tầng khiến cho bạn không thể rời mắt bởi hình khối kiến trúc thanh lịch. Gam màu trắng được sử dụng chủ yếu giúp làm nổi bật hệ trụ cột, hoa văn, phào chỉ. Không chỉ vậy còn khiến cho tổng thể ngôi nhà đẹp 2 tầng mái Thái trở nên sang trọng và quyến rũ hơn. Vẫn là hệ mái Thái giật cấp phi đối xứng kết hợp cùng với phần mái nhỏ ở trên cửa sổ ban công. Thiết kế này ngoài việc tạo nên sự khác biệt cho ngôi nhà còn giúp mưa nắng không hắt vào cửa sổ ban công. Hệ thống cột vững chắc bao gồm những cột vuông khỏe khoắn ở sảnh chính và sảnh phụ. Những cột tròn ốp sát tường lại mang đến sự mềm mại uyển chuyển toàn bộ hình khối kiến trúc biệt thự mái Thái 2 tầng. Nếu như cửa chính sử dụng mảng gỗ lớn màu nâu cánh gián thêm vào các ô kính bao quanh để tạo nên độ thoáng, thì các ô cửa ban công và cửa sổ lại sử dụng kính cường lực khung gỗ được sơn đồng màu với màu chủ đạo của ngôi nhà. Tất cả các chi tiết trang trí góp phần khiến cho tổng thể ngôi nhà đẹp tân cổ điển thêm phần sang chảnh và hút mắt. Công năng của ngôi nhà được thiết kế vô cùng hợp lý, khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình. Tầng 1 bao gồm phòng khách, phòng bếp và ăn, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Tầng 2 có phòng ngủ
ngủ master khép kín, phòng ngủ vừa và phòng học, nhà vệ sinh, tầng tung có phòng thờ, sân phơi, không gian sống hiện đại, sang trọng và tiện nghi đều là những điều mà Apollo Việt luôn tạo ra cho những vị khách hàng tuyệt vời của chúng tôi. Apollo Việt cung cấp giải pháp thiết kế thi công trọn gói nhằm mang đến không gian hoàn mỹ, sang trọng cho mọi gia đình Việt. Chúng tôi hy vọng rằng những ngôi biệt thự đẹp và ấn tượng sẽ giúp cho quý vị có thêm những ý tưởng tuyệt vời cho ngôi nhà tương lai của gia đình mình. Nếu quý vị mong muốn sở hữu cho mình một ngôi biệt thự đẹp, hãy liên hệ ngay theo số hotline 0962 368 892 hoặc 0334 511 135 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cuối cùng, Apollo Việt kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.